chiếc xe hơi mà vừa cứu hộ sao đó mọi người chở đi rồi đó. Chiếc xe hơi rồi trưa nay tông vô cái gốc cây á, bây giờ là theo như mình nói là đưa đi rồi, mớp cái đầu, người không có bị gì hết. Thấy mớp cái đầu luôn á ha. Mớp cái đầu luôn, nhớt chảy bể lốc máy rồi, nhớt chảy lên láng luôn. Tai nạn hy hữu thôi, không có gì hết, không có gì nghiêm trọng hết. Thì giờ bảo hiểm lo hết, mấy xe này bảo hiểm lo hết à. Có bảo hiểm nó lo hết hả? Ừ. Thì cái này mấy xe hơi có bảo hiểm hết mà. Thì cái này mọi người lưu ý chạy xe nhớ cẩn thận. Vô đây thì nó có nhiều cái đường lắm. Ngã tư thì nó đâu có đèn đỏ đâu. Ví dụ mình chạy đường ngã tư đèn đỏ, mình bo cua mình phải để ý. Có nhiều cái mình phải để ý. Tại cái đường ở đây mọi người thấy là nó có vạch kẻ nè, nó giống như là cái đường mà mình đường bộ ngoài đó, nhưng mà đường này nội bộ, cho nên là nhiều lúc người ta đi ra viếng ra vô á, anh chị chạy nhớ để ý. Cái này là mình nói ý nói trước, thì có trong đây có nhiều hưu ngựa nai bò đó. Cẩn thận nhiều lúc nó qua cái xe mình cưng, mấy cái xe đắt tiền á, mấy xe đắt tiền á mình chú ý. Nhiều lúc mình chạy nó hư cái xe mình cũng sót nó, mặc dù có sửa lại rồi, nhưng mà dù anh sao... cập nhật cái tình hình ở trong chó, em thấy rất là đông người, anh cập nhật tình hình cho mọi người biết. Tình hình giờ là cái rạp sửa là rồi, đứng rồi, thấy không, đứng bon rồi, sửa là cái máy che rồi đó. Lát hồi về đây sẽ đem bao ni lông rồi phủ mấy cái hoa, tại vì lại tí xíu đây là sẽ đem bao ni lông phủ mấy cái hoa lại, tại vì mưa gió rồi nó. Nói chung là mưa gió chuyện của trời thôi, nói chung là ví dụ nó có ướt hay có gì đó thì mình dựng lên vậy là xong, không có gì phức tạp hết anh chị. Anh chị mà gửi hoa thì ở đây là rất là quý rồi. Nhiều lúc thì hoa mưa nó ướt thì đó là chuyện của thiên nhiên. Mà tấm lòng của mọi người nó quý vô cùng, nó thẳng như vậy. Rồi giờ cùng Hưng Trần tiến vô phía trong để xem cái cột của cái rạp ra sửa như thế nào ha. Đây là cũng bốn mấy ngày. Với lại đem cái ni lông đồ vô để phủ hoa cho 40 ngày. Nghe nói là bàn thờ này có cái bình cổ đúng không? Ừ. Cái bình cổ á. Ở giờ vô phía trong xem tình hình như thế nào, cập nhật cho mọi người biết là cái rạp bây giờ là sửa nó thẳng đứng rồi mọi người ơi, mừng quá. Sửa rồi hả? Sửa rồi. Cái cơn mưa tối hôm qua nó đã rất là lớn và nó đã làm nghiêng một bên và bây giờ là hả mấy anh đã đem mấy cái cây xào chống và sửa chữa lại. Bây giờ là ngôi mộ rất là đẹp nha cả nhà. Đó mọi người thấy á, là ngôi mộ đã trở nên đẹp và hoành tráng. Thì em cùng với lại tất cả cô chú anh chị cùng đi tham quan một vòng cái khu mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì lúc sáng nay là có một chị gọi là Việt Kiều đại gia, chị đã mang hai cái bình bông cây thần tài, mà trên đó nó còn quấn một cái dòng vàng 24 nữa, màu vàng rất là lấp lánh nha. Thì hôm nay là khán giả mang bánh bía đến cũng như chú quá trời luôn. Này khán giả đông mà. Khán giả đông bánh bía quá trời rồi, nhang rồi dừa rồi trời quá trời luôn. Biết chú thích uống nước dừa hay sao nè, đem dừa quá trời luôn anh. Uống nước dừa cho chú thanh giọng. Ba chú... trái bên kia là dừa sim thái, ba trái bên này là dừa dâu. Dừa dâu với dừa sim thái, chứ hồi nào uống ngon hơn. Dừa sim thái thì nó sẽ ngọt, dừa dâu thì nó sẽ ngọt. Có thơm cái mùi dâu, còn có cái loại dừa dứa nữa anh, cái dừa dứa thì uống vô rất là thơm cái mùi dứa nữa. Đó, rất là nhiều loại dừa. Khán giả đã mang dừa đến cúng cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì đây em sẽ quay cái chi tiết cái phần mà hồi sáng sau một đêm mưa gió nó bị nghiêng về một bên đó, thì bây giờ là mấy anh đã sửa chữa lại rồi, rất là đẹp. Rất đẹp nha cô chú anh chị. Vô đẹp không ơi? Hả? Phải hàng lại mới đẹp hả hay sao? Mới đẹp. Không thì bây giờ phải sửa gì đúng rồi. Nó tại vì trận mưa lớn rồi, không có riêng gì ở đây nữa, mấy chỗ khác ở nhà người ta còn sập nữa mà. Nên bây giờ là em thấy là rất là đẹp rồi. Không biết là hôm nào là sẽ xây mộ.
thì em cũng sẽ cố gắng cập nhật cho cô chú anh chị biết là tình hình trên mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh như thế nào. Luôn luôn cập nhật và chia sẻ đến mọi người mà. Thì cái bó bông gọi là bó bông hàng chục triệu đó, nằm ở đâu rồi anh? Đây vô quay cho mọi người đây. Bó bông sau cơn mưa là như thế nào? Cái bó bông hàng chục triệu mà mọi người vẫn hay hỏi em là sau cơn mưa cái bó bông đó nó ra sao, thì em cũng xin giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị là bó bông hàng chục triệu vẫn còn tươi tốt. Mọi người có thể thấy là bó bông nó rất là đẹp luôn nha. Đây, bó bông này là lên tới con số hàng chục triệu luôn, riêng một cành bông là giá nó từ 500.000 rồi. Cái bó đúng rồi, qua này qua đó là bằng cao su, bằng cao su là lụa, lụa lụa hả? Dạ, cao su với lụa là loại bông cao cấp nhất luôn. Tối thấy lên đẹp cao su với lụa hả? Được ta, cái này người mua sáp là nó thấm nước, còn này nó thấm tỉ nước luôn. Nhưng mà cái anh bán bông đem tới đây đó, anh có bật mí là cái cành lan này nè là nó mắc hơn cả cái cành lan thường nữa. Mắc hơn cành lan thường là đã 300.000 cành rồi đó. Dạ, cái bó này rất là đẹp. Vậy chậu này vừa lắm tiền hả? Lên tới mấy chục triệu rồi đó. Đâu dữ vậy? Mấy chục triệu đó. Chậu đó rất là dữ đó. Dữ gì trời. Đoàn xe tan cả nhà. Đoàn xe tan vừa mới chạy vào. Hồi nãy giờ thì cũng thấy mấy đoàn rồi. Sau hôm nay ngày chủ nhật hình như là ngày tốt hay sao á mà. Trăm chiếc luôn hả? Trăm chiếc luôn, mới chạy đó mà bắt được có mấy chiếc à. Trăm chiếc mà sao có mấy chiếc? Có 3 chiếc rồng hình như một đoàn nãy lướt qua cả trăm chiếc luôn. Đi toàn là mấy siêu xe không à. Đang chạy trong á. Hay quá vậy. Có Lamborghini đó. Có Lamborghini luôn hả? Đúng rồi, siêu xe mà không biết đại gia nào mà xe giữ đắt tiền không? Đại gia thì siêu xe nó có bình thường. Kìa chạy vô đây nữa nè. Nhưng mà làm gì làm cũng không hoành tráng bằng nhiều người, người ta nói là hả? Vô nữa kìa. Xe đám tang gì mà hả? Cái triệu người có tiện. Nhưng mà bây giờ có triệu người thì cũng không bằng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại vì mỗi người có cái ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Cái đêm cái ngày hôm đó đó là hả, khán giả coi như là bích bùng ở đây luôn. Để đưa tiện chú, không những ở Sài Gòn mà khán giả ở Bình Dương đến đây. Hôm bữa có quay cái đám tang đại gia của không bằng đám tang chú, cái đó nó thì thiệt. Mình không có so sánh được. Dạ, mình không phải nói về cái độ người hâm mộ á. Nói người hâm mộ mà người ta đưa tiễn á. Còn bây giờ độ lớn hơn thì mình lớn thì giống như là không thể là nó không ăn sánh được đâu. Đúng rồi, tiền thì người ta có, ai có tiền thì bỏ ra thì sẽ làm lớn thôi. Còn cái tình yêu mà khán giả dành cho nghệ sĩ thì nó sẽ là khác nữa. Tại vì đó, nghệ sĩ là người của công chúng rồi. Đúng rồi, cái này là đang nói là về cái tình yêu về khán giả tới đưa tiễn. Đúng chứ rồi, không phải là nói về cái độ hoành tráng giàu có trong đó. Khác, nói chung là mọi thì nói để cho tất cả cô chú anh chị biết và hiểu rõ hơn về cái câu chuyện. Nhiều người nói là mình so sánh này kia nhưng thật ra là không phải nha cả nhà. Tụi em muốn quay và để chia sẻ cho cô chú anh chị để cập nhật cái tình hình tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Giống như sáng nay khi mà em đến thì em thấy cái cây nó bị ngã, thì em nói là hả, nó ngã. Còn bây giờ thì đã được mấy anh sửa lại, thì tụi em cũng sẽ cập nhật tình hình cho mọi người biết là sửa lại, cũng giống như là quay lên để cho cậu Thành cùng với lại những người trong nhà gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh biết được là tình hình ở trên mộ như thế nào. Thì thay vì chú Tiểu phải cập nhật cho cậu Thành thì ở đây thì tụi em cập nhật trực tiếp luôn. Tại vì cậu Thành chắc chắn là cũng sẽ theo dõi tụi em đó, tại vì em thấy cậu cũng hay bình luận trên kênh em. Cũng bình luận kinh anh là cậu bình luận nhiều nhất mày, cậu thương anh nhất. Nói chung là cậu cũng thương tất cả anh em, cũng giống như là nghệ sĩ Linh Tâm cũng có hôm qua sau cái buổi lễ cúng thất thì nghệ sĩ Linh Tâm cũng nói là rất là cảm ơn các anh em YouTube xem cái clip mà ngày mưa gió các anh em ở trên đây nè, là phải ôm bông giữ bông cho chú, không ngại ướt thân lấy tấm thân này để che chở cho những cành bông trên mộ của chú. Thì nghệ sĩ Linh Tâm có xem qua được cái đó thì chú cũng rất là xúc động. Nên sau cái buổi lễ cúng thất thì chú cũng gửi lời đến những kênh YouTube mà quay ở lễ cúng thất á. Thì chú cũng gửi lời là chuyển lời là cảm ơn những anh em đang quay trên mộ đã trông coi và giữ mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho thật là đẹp.
Đó, giống như hôm nay là mọi người thấy đẹp nha cả nhà. Đẹp lắm. Sửa lại cái rạp anh mừng ghê trời. Quá mừng à. Em cũng thấy vậy hả? Sửa lại cái rạp là em thấy vui rồi đó anh. Tại tự nhiên mà hả, cái rạp của chú á mưa mà nó lại hôm nay sợ bà em cũng sợ nhà chú ơi, bây giờ mình di chuyển cho mọi người xem đi, mình vừa nói vừa di chuyển luôn. Đúng rồi, để cho anh chị xem thực tế luôn. Mấy vị khán giả là tới đây ngồi sáng giờ luôn rồi cả nhà, sáng giờ luôn. Đây bàn thờ của cậu Năm Vũ Linh nè, đầy đủ là bánh bía, trái dừa nè, đặc biệt nãy nha, có cái cô mang chả vô cúng nữa, lát nữa mình lụa vậy à, lát nữa mình thỉnh đi đâu chả lụa là trời ơi, hai cái chả lụa ờ luôn, hai cái chả lụa luôn nè, hai cái chả lụa lúc nào lúc này ấp này, muốn tới lấy lọc thì cứ tới lấy thoải mái. Ở đây mình chỉ cần chắp tay mình xin, mình giái chú á, mình xin chú là chú cho con một tí lọc như là một cái bánh hoặc là một cái quả quýt đó, đúng rồi, để ăn gọi là lấy lọc. Ở đây là có cây phát tài và cái cặp bình cổ giống như bánh bía như vậy nè, mà mình lấy cả bịch là không có được. Giống như là nói là mình là lấy rồi làm gì đúng không? Làm, chị không xé làm ra xin chú một cái đó, gọi là cái lọc, cái lọc mà dành cho chú dành cho mình á, chỉ còn cái thôi chứ mình đâu có lấy một hộp chi. Ê phát hiện cái gì mới ở dưới, cái gì, cái gì trắng trắng là giấy, cái gì đó ăn giấy không ơi, hết rồi mày có khăn giấy không, tôi thấy là lạ, tôi tưởng là cái vật gì đó.